Ngọc vàng được 350. Em này 350 này. Em này là dòng sù cọc. Đấy, dòng sù cọc tứ mục. Giá 350 các bạn. Đấy, sù cọc. Em này là dòng giống to dính đực. Em này dính đực này. Còn em này giá 1,5 triệu này. Đấy, sù đen. Sù đen này hơn 2 tháng rồi, giá 1,5 triệu. Nó cũng tầm 2 tháng thì giá đắt hơn một chút. Đấy, giá 1,5 triệu. Đấy. Đấy, sù đẹp luôn. Đấy, em này cũng đẹp này. Con này bao tiền chị gái nhỉ? 800 ạ. Em này là dòng sù cái nhé các bác nhé. Sù cái ạ. Sù cái. Em này là lễ hồng. Đấy, em này 800, em này 1,5 triệu này. Đó, rất là nhiều giá các bác ạ. Đấy, vẫn còn nhiều nhé. Vâng. Tiếp tục này, like xuống bên dưới này. Một em cọc đực. Cọc đực trưởng thành. Con này bao nhiêu chị nhỉ? 900 à? Một em cọc đực đuôi thỏ giá 900 nhé các bác nhé. Đấy. Em này hôm qua em này ở chợ con cấu này, em này chưa được 1 tuổi này. Em này giờ 7 tháng rồi các bác ạ. Em cọc. Vâng, em này thì rất là nhanh nhẹn. À, nhanh nhẹn nhanh lẹ luôn. À, con này thì cũng rẻ này, em này cũng giá 500 đây này. Đấy. À, mà mai hoa, chó mai hoa tai dựng, chó đen mai hoa tai dựng các bác ạ. Đấy. À, tiếp tục nhé. Thì các bác thấy mà ưng ý em nào thì tiếp tục nhé các bác nhé. Đấy. Vâng, tiếp tục chia sẻ và tiếp tục like. Con này thì giá 1 triệu này. Đấy, xám hồng này. Xám hồng mắt xanh, dính được giá. À, bán rồi anh. À, còn 2 con này thôi đúng không? Con này cũng là dòng sù xám này. Giá 1 triệu này, em này giá 800 này. Đó, con này thì bán rồi các bạn ạ. Rất là đẹp. Nếu bạn, các bác nào thấy em nào, em đào đẹp thì lại bán rồi. Đấy. Chạy như tên. Rồi, lướt sang bên này nhé. Đây, em cọc vàng bạc má giá 2,5 triệu này. Em này cọc chó đuôi dài đỏ, đuôi dài tuyền màu giá 1,5 triệu này. Em này 2,5 triệu này. Đấy. Còn em này thì ông chủ chưa có giá. Đấy. Chưa ra giá. Và một em bát long cẩu huyền đề bốn chân dưới đính đực. Em này giá 3 triệu con này. Đấy. Dòng bát long cẩu lài dingo con nhé. Đây, dòng bát long cẩu lài dingo huyền đề bốn chân. Đây ạ. Một. Đây, chân trước đây ạ. Chân trước nhá. Móng treo nhá. Đây, chân trước móng treo nhá. Đây, chân sau móng treo nhá. Chân kia móng treo nhá. Đấy. Và một em nâu đỏ giá 6 triệu này. Nâu đỏ cà phê quả quýt dưới đính đực này, tai đã lên rồi. Đấy, tai lên tự nhiên rồi, giá 6 triệu con nhá. Đấy. Em này cọc tịt này. Con gì ạ? Cọc xám này. Con này bao nhiêu? Con này bao nhiêu cái? Alo. Sù cái vàng vàng, con đấy 800 bác ạ. Vâng, con đấy 800 ạ. Đấy, bác xem được không thì em quay lại và gửi Zalo cho bác xem. Vâng vâng vâng. Vậy nhá. Đây em quay con vàng ở cạnh bà ấy, cạnh bà bán con đen 1,5 triệu đây. Và một em nâu cọc nâu đỏ nhá, nâu đỏ đực. Em này tai bé tí, tai sò tai nhọn này. Đấy. Em này thì cũng là đuôi quả quýt, đốm lưỡi nhiều các bác nhá. Đấy, tai nhọn này. Nhọn hoắt bé tí luôn. Đấy, em này thì giá 7 triệu các bác nhá. Giá 7 triệu tiền màu. Tiền màu luôn. Đấy. Đấy, dáng quá đẹp luôn các bạn ạ. À, mấy em đàn cọc đen giá 2 triệu, cọc đen cái. Đấy, cọc đen cái, một em đen đực, một em đen đực, hai em đen đực độc đỏ này. Đỏ 2 triệu này. Đấy. Đỏ 2 triệu. Cọc đỏ luôn nhá, cọc đỏ cọc tịt luôn. Cọc đỏ đực nhá. Đấy, em này cọc đực này. Đấy, còn hai em bé hơn là con cái và một em cọc vàng bát long cẩu giá 2,8 triệu này. À, 1,8 triệu nhập, 1,8 triệu. Đấy. Em này cọc cọc vàng huyền đề bốn chân đốm lưỡi dưới đính cái giá 1,8 triệu có nhé.